Em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Nó thì clip hôm nay thì em quay để mà giới thiệu với anh em mình là cái con loa center nha anh em ha. Con loa center cái mẫu này là mẫu đóng nha anh em ha. Mẫu đóng chứ không phải là hàng bãi nha. Cái vỏ thùng là bên em đóng mới nha. Nó thì đóng theo yêu cầu của anh trai ở Tây Ninh ha. Đã có đặt cọc chuyển tiền cho em để mà đóng cái vỏ lo này và cặp lo đồng trục boston nha anh em ha, lắp cặp lo đồng trục boston đó. Đây thì đây là cái e-căng các em nói nha anh em, e-căng ha, đó e-căng thì bằng gỗ luôn và được âm vào luôn nha anh em ha, rất là đẹp đó, anh em mình có thể thấy nha. Thì ở đây là anh trai mua cặp lo đồng trục boston 16 ha, nó và có nhờ bên em lên thùng luôn đó. Thì em đóng theo yêu cầu là anh dặn là lỗ thông hơi phía trước ha, hai lỗ thông hơi phía trước và hai chạm lo phía sau đó, thì em làm đúng theo yêu cầu nha anh em đó. Và màu gỗ là gỗ lạng rất là đẹp ha, một cái màu rất là đẹp luôn đó. Em đã câu dây rồi thì tí nữa em sẽ có test cho anh em mình nghe nha đó. Thì dây em đã câu vô hết rồi, xong xuôi hết rồi đó. Đây là thùng lo nha anh em ha, đó đây hai con lo này là hai con lo đồng trục boston nha. Em đã có clip giới thiệu trên kênh rồi, anh em nào mà quan tâm cái cặp lo đồng trục này thì có thể liên hệ với em qua Zalo, hoặc là anh em mình có thể bấm vào phần mô tả của video này thì em sẽ có để cái đường link ha, cái đường link em giới thiệu về cái cặp lo đồng trục boston này chi tiết hơn cho anh em mình nghe nha. Đó đây rồi, và bây giờ thì em sẽ tiến hành em test một đoạn nhạc nha. Thì cái này em sẽ đóng theo yêu cầu ha, anh em nào mà có yêu cầu như thế nào thì có nhu cầu đóng thì liên hệ em đó. Đó thì anh em mình có thể thiết kế lo hoặc là như thế nào đó, anh em mình đóng một cái hai cái hay là thùng như thế nào đó ha, anh em mình có nhu cầu đặt thì em sẽ đóng theo yêu cầu ha. Đó như cái mẫu này là em đóng theo yêu cầu của anh trai Tây Ninh ha, thì dặn em sao thì em làm đúng như vậy nha. Đó lỗ hơi trạm lo các kiểu rồi và mặt lo ha. Đó thì cái này anh em mình có thể chọn là âm vào hoặc là anh em mình để trên cũng được. Nó thì này là lo đã có âm vào nha anh em. Đó rồi ok, và bây giờ thì em sẽ lên một đoạn nhạc em test cho anh em mình nghe nha. Và sau khi mà em test xong đoạn nhạc này thì em cũng xin phép được kết thúc clip luôn. Xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xin clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo ha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại. Duyên tình của chúng ta coi như là áng mây thôi, anh chỉ tìm lại em trong men tình cay môi mặn. Bờ ngày chung lỡ đôi để cho đời tôi đắng cay. Ra đi anh thẫn thờ trên phố nhỏ, mây chiều sang lối đi em đứng nhìn mắt bơ vơ, tóc xòa phù bờ vai hoen mi sầu sưng sưng lệ, cho tròn tuổi tình yêu lúc ban đầu xa cách nhau. Bây giờ anh ở lại nơi phương trời xa xứ lạ, xa xứ là đôi vai gái.